Đây là chương trình đọc sách cùng bạn của vụ thư viện thực hiện bởi Thư viện Lâm Đồng dưới giọng đọc Thanh Tâm chương 7 Niềm hạnh phúc trở về Ôi chào, đẹp quá các bạn ơi Thỏ trắng thốt lên ớt xanh không nói nên lời Phía trước các bạn bây giờ là khung cảnh một cánh đồng thoai thoải bát ngát cỏ xanh Đồng cỏ xanh cũng chính là tên gọi của nơi này Thỏ trắng nói rằng nơi đây đẹp như một thiên đường vậy những bông hoa nở rộ đủ sắc màu phía xa cầu vồng rực rỡ hiện ra những tia nắng mùa xuân óng ánh trên mặt cỏ làn gió khẽ quyện vào những luống hoa đang khoe sắc cư dân của đồng cỏ xanh đang rất phấn khởi đón mùa xuân cả ba người bạn nhỏ của chúng ta nhìn nhau đầy vui sướng rồi họ sánh vai tiến về phía trước bước vào đồng cỏ xanh thấy nhái bè trở về an toàn những người bạn của chú ở đồng cỏ xanh đều hân hoan vui mừng trong niềm vui đoàn tụ nhái bè không quên giới thiệu ít xanh và thỏ trắng với cư dân đồng cỏ xanh khi nhái bè kể cho mọi người nghe về tấm lòng của thỏ trắng và ít xanh đối với bạn ấy nhất là đoạn về cơn mưa đá thì ai nấy đều vô cùng cảm kích thỏ trắng và ít xanh sau khi trò chuyện với hai người bạn mới và nghe nhái bè thuật xong câu chuyện vượt ải mưa đá một số tự giác trở về công việc thường ngày của mình dù trong lòng rất phấn khích với câu chuyện phiêu lưu một số khác thì đi theo nhái bè và hai người bạn mới nhờ nhái bè ít xanh và thỏ trắng biết được rằng mọi người đang làm đẹp cho đồng cỏ xanh vì năm nào cũng vậy cứ đến mùa xuân là họ muốn đồng cỏ xanh phải thật đẹp mọi thứ phải được chăm sóc và trang hoàng rực rỡ bởi vì mùa xuân luôn là mùa đẹp nhất trong năm mà nhái bè tự hào nói trước khi cùng những người còn lại bắt tay vào việc Thỏ trắng và ếch xanh dạo bước giữa đồng cỏ xanh. Khi ếch xanh đưa mắt nhìn quanh, chú lập tức để ý đến một bạn bỏ hung chăm chỉ trong lúc bạn ấy đang cặm cụi làm công việc của mình. Vì sao ếch xanh lại chú ý đến bạn bỏ hung nhỉ? Vì việc bạn ấy làm trông có vẻ thật khác người. Sau một hồi quan sát, ếch xanh nhảy lại chỗ bạn ấy. Thỏ trắng thấy vậy cũng nhảy theo xong. Đến nơi, ếch xanh tò mò hỏi, bạn bỏ hung chăm chỉ ơi, bạn đang làm gì thế? À, chào bạn ít xanh và bạn thỏ trắng. Tớ đang làm việc. Tớ dọn vệ sinh cho đồng cỏ xanh. Nhưng bạn đang vo cái hòn gì đó? Ít ta lại hỏi bọn hôn chăm chỉ, vẫn ung dung làm việc. Nhưng bạn ấy không quên trả lời hai người bạn mới. À, đây là phân của bạn lừa và bạn dê đấy các bạn ạ. À. Thỏ trắng và ít xanh tròn xe mắt một lúc sau vẫn giữ đây vẻ ngạc nhiên ếch xanh và thỏ trắng hỏi là phân ư? vậy bạn làm gì với đống phân đây? bọ hôn chăm chỉ không ngạc nhiên trước sự phản ứng của ếch xanh và thỏ trắng từ từ đáp lời phân cũng là thức ăn của loài bọ hung chúng mình đấy ếch xanh ạ à. Ếch xanh của chúng ta lại thêm một phen trợn tròn mắt thỏ trắng nghe vậy cũng không giấu được vẻ ngơ ngác Ất xanh lắp bắp hỏi, nhưng, 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 nhưng Phân ẻ lắm cơ mà. Bọ hung chăm chỉ cười với Ất xanh và thỏ trắng, rồi giải thích cho hai người bạn hiểu. Nó chỉ bận với một số loài, nhưng với loài bọ hung chúng tớ thì Phân là thứ giúp bọn tớ sống đấy. Bọ hung chăm chỉ nói đến việc đó rồi tiếp tục công việc của mình. Về phần ít xanh, lời giải thích đó của bọ hung chăm chỉ khiến cho chú ngầm hiểu ra lời nói trước đây của mẹ bạn cá trầu nói với bạn ấy rằng có những thứ không tốt cho người này lại rất tốt cho người kia. Ít ta thầm nghĩ, đúng rồi, phần của dê và lừa có thể làm được thức ăn cho bạn bỏ hung. Tại sao lại không các bạn nhỉ? Và cảm thấy rất dễ chịu. Thấy ít xanh và thỏ trắng cứ thẫn tha lẫn thẩn đi theo mình Bỏ hung chăm chỉ bèn hỏi Thế các cậu không làm việc sao ít xanh Cả cậu nữa thỏ trắng Đó là câu hỏi khiến ít xanh bối rối vô cùng từ trước đến nay chú chưa biết lao động là gì từ khi trở thành ít xanh chú chỉ biết rong ruổi từ nơi này đến nơi khác hay nhảy từ chỗ này sang chỗ khác ở nơi này hay nơi khác chú chỉ quan tâm đến việc kết bạn với những ai mà chú thích thỏ trắng cũng vậy mình không biết làm việc bỏ ông chăm chỉ ạ à. ít xanh thành thật thú nhận bỏ ông chăm chỉ ngạc nhiên đột nhiên bạn ấy ngừng công việc lại ngoe ngoe hai cái chân nơi miệng xem chừng để nghỉ ngơi một chút rồi nhìn ớt xanh và thỏ trắng bằng ánh mắt chân thành. Thế hai bạn có thích lao động không? Bọ hùng hỏi. Ất xanh liêm nhiêm đôi mắt to của mình. Còn thỏ trắng có vẻ hơi mơ màng với câu hỏi của bọ hùng chăm chỉ. Và một lúc sau hai bạn mới hỏi lại. Thế lao động có mệt không bạn bọ hùng chăm chỉ? Bọ hùng chăm chỉ giải thích. Cũng hơi mệt. Nhưng cũng thú vị lắm đấy ít xanh thử lao động xem sao cả thỏ trắng nữa ít xanh ngẫm nghĩ một lúc rồi đồng ý mình sẽ thử còn thỏ trắng bạn có phiền không bỏ hung chăm chỉ hỏi thỏ trắng không đâu mình thấy rất vui đấy chứ thỏ trắng hào hứng đáp vậy thì mình sẽ rủ thêm các bạn nữa đến hướng dẫn các bạn làm sạch đồng cỏ xanh nhé Nói xong, bọn hùng chăm chỉ tập hợp một số bạn đang rảnh rỗi lại. Trong số ấy có những bạn rất hiền lành chăm chỉ như bạn cao cao, bạn chuồn chuồn và nhiều bạn khác nữa có tính cách vô tư nghịch ngợm. Nhưng không có ai tỏ ra cao ngạo hay ra vẻ ta đây cả. Tất cả các bạn đều tận tình hướng dẫn ít xanh và thỏ trắng làm việc. Nào là việc gom rác, việc nhổ cỏ và các việc liên quan đến dọn dẹp vệ sinh cho đồng cỏ xanh. Hai người bạn của chúng ta nhanh chóng trở nên thành thục. Sau đó, cả hai còn được học cách đào đất trồng hoa nữa dù đây là lần đầu lao động và cơ thể đã mệt như nhưng ất xanh vẫn rất vui và hứng khởi ất xanh nhận thấy mỗi loài vật nơi đây có một hình dáng khác nhau có tiếng kêu khác nhau nhưng ai ai cũng rất vui vẻ làm việc bên nhau mọi người vừa làm việc vừa chuyện trò vừa hát hò thích thú khi mặt trời lên cao đồng cỏ xanh càng trở nên tươi đẹp đến lạ kỳ trên mặt cỏ không còn những mẫu rác không còn chiếc lá khô nào tất cả trở nên xanh rờn và tươi mát. Cỏ cây rực rỡ, cả một cánh đồng bát ngát. Các loài bắt đầu nô đùa, nhảy múa mà không có sự phân biệt giữa bạn mới và bạn cũ, giữa đẹp và xấu. Tất cả đều nắm tay nhau hát chung bài ca muôn loài. Ít xanh và thỏ trắng của chúng ta cũng hòa vào dàn đồng ca tuyệt vời ấy. Khi cuộc vui đến hồi kết thúc, Ất xanh thấy một bóng hình quen quen đang chậm chậm tiến về hướng đồng cỏ xanh. Ất ra hiệu, nhờ tất cả im lặng một chút và cùng chú hướng về nơi đó. Trong khoảnh khắc, Ất xanh nhận ra bước chân đó, cái đầu đó, cái cổ đó, dĩ nhiên, cả cái mai đó nữa. Trong niềm xúc động khôn xiết, Ất xanh reo lên, thỏ trắng ơi, bạn rùa cạn kia, rồi Ất xanh chạy nhanh về phía bạn rùa. Thỏ trắng cũng thế, và các bạn khác ở đồng cỏ xanh cũng vậy. Người thì bay, người thì chạy, người thì nhảy, hết thảy đều theo sau ếch xanh. Gặp lại bạn rùa cạn, ếch xanh và thỏ trắng mừng vui khôn xiết. Họ ôm chầm lấy nhau trước sự chứng kiến của tất cả các bạn. Và trong niềm vui sướng đó, những giọt nước mắt của ếch xanh bắt đầu rơi. Ếch xanh có lỗi với rùa cạn lắm, mình đã bỏ rơi bạn. Mình đã về đây rồi, ếch xanh ít xanh nghẹn ngào nói lời xin lỗi rùa cạn tha lỗi cho mình nhé cả thỏ trắng cũng vậy thỏ trắng cũng xin lỗi rùa cạn nhưng rùa cạn chỉ cười nheo đôi mắt rồi nói không sao đâu gặp lại ít xanh và thỏ trắng là rùa cạn mừng lắm vậy ít xanh có biết đây là đâu không đây là đồng cỏ xanh ít xanh nói sau khi nhìn các bạn vậy cậu có muốn về ao êm đềm thăm các bạn không tất nhiên là có rồi cậu ấy đang tìm về đó mà một bạn cào cào xanh xen vào các bạn khác cùng nói trong tiếng cười ao em đề mở ngay đây thôi ít xanh ạ nghe vậy ít xanh ta vỡ òa niềm vui thật sao rù cạn rù cạn mỉm cười và gật đầu xác nhận ít xanh leo lên sung sướng ôi ít xanh vui quá các bạn dẫn mình ra nơi đó đi rù cạn và thỏ trắng nữa hãy cùng đi với mình đi các bạn đồng ý ngay ít xanh bạn rù cạn bạn thỏ trắng và toàn bộ cư dân của đồng cỏ Cùng đi về phía ao êm đềm Từ đồng cỏ xanh đến ao êm đềm Chỉ mất một quãng đường ngắn Vì vậy một lúc sau Tất cả mọi người đã đến bên ao êm đềm Như vậy là sau một năm rong ruổi Ất xanh của chúng ta Đã trở lại nơi chú ra đi Đứng trên bờ Ất xanh không thể ngâm nổi Niềm vui mừng khôn xít Ôi! Mình đã trở về ao êm đềm rồi Vừa dứt lời Ất xanh liền nhảy ngay xuống nước Khung cảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt Là nước mắt trong lành ngày nào lại ve vút làn da của chú Làn da của loài ếch Khi lạnh xuống sâu hơn Ếch xanh nghe thấy tiếng ai đó gọi chú bằng cái tên đầu to Đúng rồi, rất nhiều người đang gọi chú Bạn bè của chú đang gọi chú Họ vui mừng nhận ra chú Dù giờ đây chú đã thành ếch xanh Chứ không còn là một anh chàng nồng nọc ngày nào nữa Ếch xanh hạnh phúc reo lên Mọi người ơi, đầu to ghé thăm mọi người đây tất cả đáp lại chú sau tiếng gọi của chú chào mừng đâu to trở về ao êm đềm sự trở về của ít xanh được mọi người chào đón đầy thân thương tất cả cư dân của ao êm đềm từ cụ ốc sen già nua đến bác cua ngang đến cô cá lóc bác tép riêu bố cho đến các bạn của chú là lòng tâm tép riêu cá trầu tất cả bỏ hết công việc của mình và quay quần lại bên chú ai nấy đều mừng vui khi thấy ít xanh khỏe mạnh Ba người bạn của chú, cô bạn lòng tâm, anh bạn tép riêu và anh bạn cá trầu đã thay đổi nhiều. Họ đã trưởng thành, nhưng họ vẫn nhận ra người bạn đầu to của họ. Mừng cậu trở về đầu to! Tép riêu ôm lấy ít xanh, hai người bạn còn lại cũng ôm chầm lấy chú. Trong vòng tay thân thương của người thân và bạn bè, ít xanh thuật lại cuộc phiêu lưu của mình cho tất cả cùng nghe. Ất xanh biết rằng, kể từ ngày rời bỏ ao êm đềm để lên bờ, ai ai cũng lo lắng, cũng ngóng tin chú. Không ai là không nhắc đến chú, nhất là những người bạn đã lớn lên cùng chú như Tép Riêu, cô nàng Lòng Tông và bạn Cá Trầu. Lúc ấy, không ai là không cầu nguyện cho chú, mong đến ngày đầu to của họ sẽ trở về. ít xanh hạnh phúc vô cùng khi biết những điều đó. Và trước khi chú trở lên bờ, vì chú giờ đã là một chú ít trưởng thành mà, mọi người tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Một buổi tiệc ấm cúng và ngập tràn những tiếng cười, những cái ôm. Sau buổi tiệc, những người bạn của Ất Xanh tổ chức cuộc thi bơi. Ất Xanh tìm lại được cảm giác thân quen nồng ấm của ngày nào. Cảm giác mà bấy lâu nay chú đã đánh mất ở trên cạn. Những ngày về sau, cuộc đời Ất Xanh là những chuỗi ngày ý nghĩa và đáng trân trọng. Vì khi đã trải qua những ngày tháng gian khổ, người ta mới có được những bài học bổ ích cho mình. Ất Xanh cũng vậy từ sau sự tiến hóa, những cuộc khám phá và cuối cùng là chuyến hành trình trở về đầy nguy hiểm và thử thách, ớt xanh của chúng ta đã biết trân trọng tình cảm của mọi người dành cho mình hơn. Chú yêu quý cuộc sống hơn. Giờ đây, chú cần biết đấu tranh bảo vệ lẽ phải và cái đẹp. Ất xanh tự nhủ, không bao giờ được quên bạn bè hay những người yêu thương mình chú hăng say lao động, tìm tòi sáng tạo giúp ích cho cộng đồng ao êm đềm. Biết quý trọng những gì đến từ tự nhiên, luôn luôn che chở những kẻ yếu trước kẻ xấu. Như vậy, chú mới trưởng thành hơn theo thời gian. Chương 7 Vào một sáng mùa xuân nọ, bây giờ ít xanh đã là một chàng trai giỏi giang tháo vát vào ngày xuân ấy trên chiếc lá sen mọc cao trên mặt nước ao êm đềm ít xanh đã gặp một nàng ít rất hiền lành duyên dáng và thông minh họ làm bạn với nhau rồi tình bạn trở thành tình yêu và cuối cùng họ quyết định cưới nhau cả hai sống trong niềm hạnh phúc họ sinh ra những chú nồng nọc con ngộ nghĩnh đáng yêu còn ao êm đềm nơi ấy tiếp tục nuôi nấng những bé nồng nọc tí hon cứ như thế, những câu chuyện về sự biến hình, sự trưởng thành, những cuộc phiêu lưu thử thách mà mẹ thiên nhiên dành cho loài ếch cứ tiếp diễn. Và bao giờ cũng vậy, loài ếch luôn tìm thấy những bài học bổ ích trong những chuyến phiêu lưu của mình, tìm thấy tình bạn trên khắp ngàn dặm đường, tìm thấy hạnh phúc trên chuyến hành trình trở về với những ao hồ miên man dòng nước mát như ao êm đềm, như câu chuyện của ếch xanh. <laughs> giả Lê Hữu Nam là một ông bố 30 tuổi. Nhưng bạn đọc nhí ơi, hãy cứ gọi tác giả bằng anh nhé. Vì anh Nam nhìn bên ngoài trẻ lắm đó. Hơn nữa anh Nam vẫn ước mình còn là một đứa trẻ. Bởi vì anh Nam nói, chỉ khi còn là cậu nhóc hay cô nhóc, người ta mới dễ quyết tâm trở thành người tốt, mở rộng tâm hồn mình và hướng trái tim mình đến phép màu cuộc sống. Làm trẻ con cũng sẽ làm nhiều việc có ích, như trồng cây xanh, yêu thương động vật, che chở cho kẻ yếu, nhắc nhở người lớn đừng phạm luật giao thông, lại còn nhớ việc bỏ rác đúng nơi quy định nữa chứ. Thật là tuyệt vời đúng không? Dù biết không còn cách nào để trở thành cậu bé, nhưng anh Nam vẫn giữ gìn tuổi thơ hết sức dễ thương ở phố núi Đà Lạt. Anh Nam còn nhớ ngày nào dưới tám thông xanh rì rào, hai bên hàng giả quỳ vàng ngắt. Cậu bé Nam phấn khích nô đồ với bạn bè của mình, xung quanh chim hót vang trời, bướm bay khắp chốn và rất nhiều loài hoa đua nở quanh khu nhà cổ kính nữa những ngày xưa ấy cậu bé nam còn được nhìn thấy rất nhiều người bạn bốn chân như hưu nai sóc khỉ voi rong chơi nữa kia vì vậy mà giờ đây anh nam rất thích viết về các bạn ấy như trong cuốn sách mật ngữ rừng xanh anh nam viết hẳn cả một khu rừng luôn anh nam hiện đang sống ở sài gòn làm nghề viết báo rồi viết sách Ngoài ra khi rảnh rỗi, anh Nam cùng bạn bè tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường. Xin chân thành cảm ơn tác giả Lê Hữu Nam đã đồng ý cho chúng tôi thực hiện audiobook này. Audiobook được thực hiện nhân kỷ niệm 50 năm ngày trái đất, 22 tháng 4.